nhằm hướng dẫn việc thực hiện các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu và các quốc gia thành viên Liên minh FTA-VN-EA-EU. Bộ Công Thương đã ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Thông tư ban hành kèm theo các phụ lục về quy tắc xuất xứ, quy tắc cụ thể mặt hàng, danh sách quốc đảo, mẫu CO và hướng dẫn kê khai CO và danh sách tổ chức cấp CO, v.v. Trong đó có một số điểm cần lưu ý như điều khoản tạm ngừng ưu đãi, điều khoản mua bán trực tiếp, quy định về hợp tác hành chính, quy định về mức linh hoạt de minimis, quy định về CO, EAV, quy định về công đoạn gia công đơn giản, quy tắc cụ thể mặt hàng.